kính thưa các đồng chí đại biểu và gia đình, nhân kỷ niệm 48 năm ngày Việt Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2023, khi hội bạn thi đấu sư đoàn 320 thành phố Việt Trì phối hợp với thường trực ban liên lạc bạn thi đấu sư đoàn 320 tỉnh Phú Thọ tổ chức tri ân, thăm hỏi, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí nhiễm chất độc hóa học, thân nhân gia đình liệt sĩ trong toàn tỉnh Phú Thọ năm 2023. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí thiếu tướng Ngô Văn Hùng, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên phó tư lệnh quân khu 2, trưởng ban liên lạc bạn thi đấu sư đoàn 320 tỉnh Phú Thọ. Cùng đi trong đoàn có các đồng chí thường trực ban liên lạc bạn thi đấu sư đoàn 320 tỉnh Phú Thọ đều có mặt không đủ. Đồng chí Lê Huy Hiệu, phóng viên binh đoàn Tây Nguyên tỉnh Phú Thọ tác nghiệp viết bài đưa tin cho đoàn. Về phía địa phương, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tạ Minh Hải, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thủy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Vũ Ngọc Nguyên, chủ tịch cựu chiến binh xã Thủy Vân. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đinh Kiên Hoàng, bí thư chi bộ 6 khu Nỗ Lực, xã Thủy Vân. Về phía gia đình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Văn Vinh, sinh năm 1954, nhập ngũ năm 1972, được biên chế vào đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 48, sư đoàn 320, hiện nay đang là thương binh chống Mỹ hạng 34, đang cư trú tại khu 1, Nỗ Lực, thị xã Thủy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và một số hội viên của chi hội thành phố Việt Trì tới dự. Theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và mời đồng chí thiếu tướng Ngô Văn Hùng, trưởng ban liên lạc bạn thi đấu sư đoàn 320 tỉnh Phú Thọ phát biểu và tặng quà cho đồng chí. Kính thưa đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thủy Vân, kính thưa đồng chí bí thư chi bộ của khu dân cư Tự Lực, thưa toàn thể các đồng chí, thưa gia đình đồng chí Minh. Hôm nay thì báo cáo với các đồng chí là thực hiện theo kế hoạch hoạt động của ban liên lạc bạn thi đấu sư đoàn 320 tỉnh Phú Thọ, thì thường trực ban liên lạc chúng tôi đi thăm và tặng quà tri ân cho các gia đình liệt sĩ, anh em thương binh, bệnh binh, chất độc da cam là những người lính của sư đoàn 320 đã trải qua chiến đấu và bị thương, rồi gia đình có những đồng chí đã hy sinh bỏ lại một phần xương máu của mình cống hiến cho Tổ quốc. Báo cáo đồng chí là chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Thì đối với sư đoàn 320 chúng tôi thì đến ngày 29 tháng 4 này thì báo cáo đồng chí là chúng tôi có kỷ niệm rất là sâu sắc. Chúng tôi chiến đấu cái trận cuối cùng đánh vào căn cứ Đồng Dù Củ Chi đấy để giành tham gia giải phóng miền Nam. Thế nên ngồi đây thì đại bộ phận là anh em đều tham gia. Thế hôm nay đến thăm gia đình đồng chí Minh ấy, thì chúng tôi rất là cảm động và cũng là chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí cấp ủy, chính quyền địa phương, của phường, của xã, thế rồi là của khu dân cư. Cảm ơn gia đình đồng chí Minh đã đón tiếp đoàn, đã chú đáo tận tình, hết sức tình cảm. Thế và qua các đồng chí đấy, thì cho chúng tôi gửi lời kính chúc sức khỏe toàn thể nhân dân trong phường, trong khu dân cư luôn được mạnh khỏe, đoàn kết để mà xây dựng quê hương của Việt Trì nói chung, quê hương của Tự Lực và đồng thời Bạch Thủy Vân chúng ta nói riêng, và luôn luôn phát triển về kinh tế, về xã hội, để bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc, và thường xuyên chăm lo, quan tâm đến các gia đình chính sách nói chung, và trong đó có những người lính của sư đoàn 320 chúng tôi, thì gia đình mình đây. Thế và cũng xin kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thế một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của các đồng chí. Nhân dịp này thì chúng tôi có một cái chút quà để xin tặng cho anh Minh, mời anh Minh. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Tạ Minh Hải, phó chủ tịch thay mặt cho đảng ủy,
Ủy ban nhân dân xã Thủy Vân phát biểu. Xin mời đại diện. Kính thưa Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên phó tư lệnh quân khu 2, trưởng ban liên lạc, bạn chiến đấu sư đoàn 320, tỉnh Phú Thọ. Kính thưa các đồng chí trong thường trực ban liên lạc, bạn chiến đấu sư đoàn 320, tỉnh Phú Thọ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa gia đình đồng chí Phan Văn Minh, nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước, hôm nay các đồng chí thường trực ban liên lạc bạn chiến đấu sư đoàn 320 tỉnh Phú Thọ đến thăm và động viên gia đình đồng chí Phan Văn Minh là thương binh, hiện đang là thương binh, là hội viên hội cựu chiến binh của xã Thủy Vân. Về phía địa phương thì xin phép là hôm nay được thay mặt cho lãnh đạo địa phương là rất trân trọng các đồng chí trong ban liên lạc trong những cái dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, thì các đồng chí đã dành thời gian và quan tâm động viên đến đồng chí Phan Văn Minh là hội viên hội cựu chiến binh cũng là thương binh hiện đang ở xã Thủy Vân. Thay mặt lãnh đạo địa phương xin trân trọng cảm ơn các đồng chí, và cũng là rất mong là các đồng chí trong thời gian tới thì tiếp tục là quan tâm và động viên nhiều hơn nữa đến các hội viên hội cựu chiến binh của xã Thủy Vân nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chung. Nhân dịp này thì cũng thay mặt lãnh đạo địa phương cũng xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí trong ban liên lạc sư đoàn 320, bạn chiến đấu sư đoàn tỉnh Phú Thọ. Rất mong là các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến các hội viên ở trên địa bàn tỉnh. Cũng xin được trân trọng gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí cùng toàn thể đại gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, an khang và hạnh phúc ạ. Tiếp theo chương trình tôi xin mời đồng chí Phan Văn Minh, thương binh và hội viên được tặng quà nên phát biểu chuyện. Xin mời đồng chí. Kính thưa thủ trưởng Hùng và trưởng ban liên lạc sư đoàn 320, các đồng chí trong ban lãnh đạo sư đoàn 320 và các đồng chí ở tổ ban liên lạc của thành phố Việt Trì, tôi rất vinh hạnh được ban liên lạc tặng quà và nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập, ngày giải phóng miền Nam, được sự quan tâm của các thủ trưởng đã tặng quà cho gia đình và đến động viên gia đình tôi. Tôi không biết nói gì hơn hết, tôi xin chúc sức khỏe thủ trưởng Hùng cùng ban liên lạc coi là có một sức khỏe mới, là tặng quà để có nhiều sức khỏe và có nhiều năm là tặng cho các đồng chí như tôi hôm nay.